lấy thùng quà ra. Hôm bữa anh Huynh đem qua còn thùng này chưa khui nè cả nhà. Giờ Huynh sẽ khui nha. Trước khi khui thùng thì có hai bọc này. Đây là cái gì ta? Cái này giống như là kem dưỡng da tay á chị. Đợt rồi cha chồng mình đi du lịch mua nè. Chị hai, em bé, chào cả nhà. Kem dưỡng da tay nữa. Nhập không chị? Hand cream. Nè cả nhà. Cái loại này. Cái này chắc như tay bị khô cái mình dưỡng cho nó ẩm lên thôi. Vậy là tay chị xài được á. Giống như vậy nè. Đúng tình huống. Tay chị bị khô nhiều á. Dạ. Để mình thử. Cái này là cha chồng em mua. Thơm thơm. Mềm mềm mịn mịn. Mịn mịn thơm thơm á chị nè. Thơm thơm. Thơm thơm ha. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú đi con. Cảm ơn cha. Cảm sao như ta bao nhiêu. Good. Năm tiếp này là khác nhau, mùi khác nhau á. Rồi trong đây nè, còn cái bọc này nữa nè, hôm bữa gây gắt rồi nè. Trong đây thì có hai cái này đựng tiền, có chữ có Philippines luôn nè cả nhà. Thấy chị? Kỷ niệm luôn ha. Rồi. Này dùng có tiền xu để vô không đó. Đúng rồi. Cái này là áo có ba size luôn. Cho một quà cho cưng đó vậy. Dạ. Ồ đẹp quá ha. Cái này cưng mặc vừa rồi. Đúng rồi. Trời ơi cái này đẹp quá à. Cái này đẹp mà chị. Vừa. Capital City. Ủa sao em M mà bự quá hả chị. Rộng rãi. Cái này size L. Đúng rồi. Cái này size XL. Đây nè, hai cái giống nhau luôn. Vậy là ý của cha là mua cho anh Huynh một cái, mình một cái. Áo cặp luôn rồi. Áo cặp luôn. Áo cặp mình đi chơi. Đẹp ha. Có đợt nào mình đi Philippines chị? Mặc áo này nè. Đẹp á. Chào con ơi. Chào con ơi. Chào con ơi. Cúp à. Cái này nữa nè cả nhà. Cái gì đây? Tan tan chính là hạt giống. Hạt củ cải trắng. Bí ngòi, dưa hấu, bắp cải, cải salad, chăm quê, dưa hoàng kim, dưa leo. Hoàn toàn những cái hạt giống này là của Hàn Quốc luôn mọi người. 7 loại hạt giống cả nhà. Nhưng mà có một điều là khí hậu Việt Nam khác khí hậu ở Hàn Quốc. Nguyên không nghĩ là không biết là cái này mình có trồng được hay không. Mình sẽ thử trồng nha. Coi nó có kết quả hay không. Đây. Ủa? Chị ơi cái này giống như cái giống cái khăn tắm của em bé mà. Cái khăn chùm cho em bé Sam vậy đó. Đúng rồi. Có hình này dễ thương quá. Đã quá, màu cam màu vàng luôn. Chùm mà đi nắng rồi đó. Nè con. Có nón không kìa. Nè con. Sam này con. Con biết quà của con hay gì con la chứ rồi con hưởng ứng chưa. Nè. Cái này của con. Đã chưa. Nè. Này của con khăn choàng hả chị? Đúng rồi. Giống như mình đi đâu cái mình tròn hả? Hay đúng sao? Rồi, chắc vậy. Rồi. Nè, có cái này luôn là sao chị? Gài lại cho nó cái lại nó chặt đó. Ồ. Vậy cái mình ẩm vậy hả? Ừ, đúng rồi. Ý. Đây là một cái túi. Cái túi này của chị Tiền cho em á. Dạ. Dạ. Nè. Đây là Huynh gửi cho cưng luôn ha. Anh đem về nè. Cái này là cái mà để cái túi vô nè. Đó. Vô áo khoác quá vậy. Cái này gì? À cái này giống như cái áo khoác mà trời lạnh đó chị. Xin là à cưng hả? Dạ. Hay là của ảnh mặn đi làm ta? Huynh sao mặc vừa này nhỏ. À. Cái áo giống như áo phao chị nhưng mà mỏng hơn á. À, đây là cái hạt chà là không lẽ đợt cha chồng mình đi Ai Cập á mua ha.
có hình này nè, hình ba gà ông nè. Ồ, màu sắc quá ta. Đây là kẹo, là cái này quà cho bé Sâm nè. Đó, kẹo trái cây, kẹo dâu, kẹo nho nè, nguyên bọc luôn. Đây là thuốc thực phẩm chức năng để bổ gan á cả nhà. Thì mỗi ngày là Quyên sẽ uống thuốc này, tại vì mình có uống thuốc hormone tuyến giáp á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới gan, cho nên là mình uống cái này á. Quá trời chà là luôn chị ơi. Lát ăn thử mới được. Đây đó nè. Hai hộp luôn. Ba hộp. Nãy hộp nữa. Rồi, đây hộp nữa, là 4 hộp. Rồi, cuối cùng là cái hộp này. Chị đón hộp này là gì? Chị đón giống mặt nạ với da quá. Cái này là khẩu trang. Khẩu trang hả? Đúng rồi. Đúng rồi, mặt nạ. Khẩu trang. Đây là KF94 hả chị? Đúng rồi, KF94. Sao con? Cô ba ẩm con miếng ơi, cô ba ẩm con miếng ơi. Cô ba đeo cái túi đẹp của chị Tuyền tặng cô ba rồi, cô ba ẩm con miếng ơi. Trời ơi, đẹp gái chưa? Đúng rồi. Không cùa đó hả? Dạ đúng rồi. Cô ba ẩm con. Cô ba, trời ơi quà con có cái mền đó thôi à. Chị hai thử chị. Trái này biết cái gì nữa. Phải chà là không cho? Chà là. Mà cái này. Cho con miếng. Ngon không cho? Đây nè, mời mọi người. Cũng giống như ở Việt Nam mình vậy. Giống như mứt chà là. Đúng rồi. Hơi giống nè. Mà chị nghĩ chắc không phải chà là ta. Phải chà là không cho? Lạ trái là lạ. Chà là. Ừ. Vậy là ở Ai Cập giống mình ha. Cái độ ngọt nó vậy em chịu nè. Nó cũng như vậy. Em ghê rồi. Còn ăn chà là không? Chào cô chú. Hai gương mặt giống nhau quá. Hai mẹ con mình giống quá con. Ngon quá ha. Sao ghê. Cái màu tự nhiên ha. Mọi người thử đi nha. Dạ. Ngon quá. Thầy ơi. Giỏi quá ta. Em bé ăn nhậm. Mông 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 mông. Ủa. Còn 3 hộp nữa kìa. Trời ơi, chà là. Ngon chứ, gáo quảnh là lỗi chà là, gáo vừa ngon à. Ngọt vừa phải ha. Cái này ở đâu có hộp này? Con không biết là, để con hỏi lại. Nhưng mà thấy này chắc giống như được hôm bữa cha đi Ai Cập mua. Ngon. Ai Cập hay có. Hay là ở đâu con không biết nữa, chứ mà chữ này nè. Mấy chữ này. Ăn uống nước cái mập lù luôn nè. Free from any chemical, là không có chất bảo quản rồi phân thuốc đồ hay gì á chị mẹ. Nè, lấy ra hết mà coi. Free from any chemical. Ủa, ngon quá, thêm tái nữa. Đã vậy. Này ăn uống nước trà ngon quá, quý luôn. Xong, kết thúc chương trình khui quà. Anh Huynh về bển để lại thùng này thì mình lấy mình khui. Ngon. Nó giống như chà là của mình á. Cái hiệu này ngon à.